Yeah, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Beat và chúng ta đã quay trở lại với cái cuộc hành trình để làm sao đó chinh phục được cái cột mốc 500 đô một ngày cùng với Sơn Sơn Beat và chúng ta bắt đầu với affiliate marketing với Clickbank. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiếm tiền trên Clickbank với một cái nguồn free traffic. Thì các bạn có quan tâm đến cái chủ đề này không nào? Thì trong video lần trước thì tôi đã quay một cái video hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z làm sao đó để chúng ta có thể bắt đầu được với trên tài khoản Instagram và cách tạo ra cách làm sao để phát triển được cái traffic ở trên Instagram. Thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn thêm một cái chủ đề nữa, đó là mình sẽ phát triển free traffic trên Pinterest và chúng ta vẫn có thể kiếm tiền được trên Clickbank. Và trong những video tiếp theo thì tôi còn chia sẻ cho các bạn thêm rất là nhiều nguồn free traffic khác, làm theo dạng là step by step, hướng dẫn từng bước một để bạn có thể là cầm chuột và mình đã làm theo được giống như tôi đang làm ở đây. Thì các bạn nhớ đừng quên là mình hãy đăng ký kênh YouTube của Sơn Beat để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Và cái lộ trình của tôi thì sắp tới thì tôi đang chuẩn bị để hoàn thiện xong được cái bộ video cơ bản, và bạn có thể là đăng ký cái chương trình này một cách miễn phí và bằng cái cách là bạn hãy chia sẻ cái video này cho tới ba người bạn, hoặc là mình hãy chia sẻ nó trên Facebook cá nhân nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đây. Thì trong video này các bạn sẽ học được điều gì? Cái đầu tiên đó, chúng ta sẽ học được cách đó, là mình phát triển được trên cái kênh của mình trên Pinterest. Và trên Pin đó, thì nó là một cái kênh đăng hình ảnh lên và nó cũng là một cái dạng là free traffic, và nó tạo ra được cho chúng ta được cái lưu lượng truy cập hàng ngày và điều hướng về cái trang bán hàng của mình. Và ở đây thì tôi chia sẻ cho các bạn cách làm sao để chúng ta có thể là phát triển một cái kênh Pinterest và làm thế nào đó để chúng ta tạo được những pin và trên những cái bảng và ghim lên trên Pinterest và làm sao đó để thu hút được lượng truy cập về trên cái trang của chúng ta và cái cách làm sao đó chúng ta kiếm tiền được trên trang này. Thì các bạn hãy vào trên cái website là pinterest.com và đây là một cái mạng xã hội và tất cả mọi thứ đều là hình ảnh. Thì bây giờ là khi mà đây là cái trang Pinterest của tôi và tôi cũng mới tạo và để demo cho các bạn dẫn chứng để các bạn nó có thể bắt đầu được ngay từ đầu để các bạn có thể nắm được cách làm nha. Thì trước khi mà chúng ta sử dụng cái kênh này thì bây giờ chúng ta phải vào cái phần là chỉnh sửa trước, chỉnh sửa cài đặt. Cái điều đầu tiên chúng ta thay đổi đây là mình cần thay đổi cái ảnh đại diện đi. Thì bây giờ là chúng ta có thể vào trong cái trang đó là pixel.com như hôm trước tôi có chia sẻ với các bạn đó, thì để chúng ta có thể tìm được những cái hình ảnh đẹp. Ví dụ như bây giờ tôi thử search cái từ khóa là keto, keto diet. Và lần trước thì chúng ta có bắt đầu với một tài khoản Clickbank hoàn toàn mới của tôi đúng không nào? Thì cái tài khoản này nó tên là Sơn PS đây. Thì bây giờ tôi bấm vào phần login. Và tới thời điểm hiện tại ấy, thì bây giờ là tôi sẽ vào login ở phần đây. Và nó yêu cầu là mình cần phải lựa chọn các đèn xanh đèn đỏ để xác nhận cái tài khoản. Ok. Rồi thì hôm nay á, là cái tuần thứ hai rồi, thì bây giờ là tôi mới bắt đầu có thời gian để tôi vào cái tài khoản này. Đấy, thì cái report đây thì chúng ta nhìn thấy trong thời gian vừa qua thì có tất cả là 9 lượt click vào trong cái hop link vào cái trang affiliate của tôi. Và trong đó thì có một người bấm vào cái phần đó là cái phần order nhưng họ chưa có mua. Đấy, họ chưa mua. Và trong thời gian vừa qua thì có một vài bạn cũng inbox của tôi và báo tin mừng là anh Sơn ơi, có phải là đây là đơn hàng mà em bán được trên Clickbank hay không? Thì bạn ấy chưa có biết được. Đó, thì khi mà bạn nó biết được có đơn hàng hay không thì nó sẽ hiện ở đây này. Ở Net Sale Account, ở Amount Net Sale Amount thì nó sẽ hiện lên. Thì cái đơn hàng Keto này nó các bạn bán trên một đơn thì các bạn sẽ được khoảng 24 đô la nha. Đấy, thì đây là cái tài khoản của tôi để cập nhật một chút để cho các bạn nắm rõ. Và lần trước thì tôi có phát triển cái kênh đây. Đây là trên Instagram. Đó, thì các bạn thấy là hiện tại tôi đã follow được 158 người và có 37 người theo dõi ngược lại cho tôi. Đó, và đây là cái trang mà tôi đang phát triển nha. Đó, các bạn thấy này, có 13 like này, 9 like này, 7 like này. Đấy, thì thường là một trang mới thì nó sẽ phát triển như vậy, không không sao cả các bạn, và mình cứ làm theo từng bước thôi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào đây để mình tìm kiếm những cái hình ảnh về chủ đề về keto để mình tiếp tục mình phát triển cái chủ đề này nha. Thì bây giờ là tôi sẽ lựa chọn một cái hình ảnh nào đó thật đẹp mà tôi cảm thấy thích và tôi đưa lên nó làm ảnh đại diện cho cái chủ đề về keto. Ok. Xem có ảnh nào đẹp không nào. Ví dụ như là mình hoàn toàn có thể lấy một cái ảnh cá nhân được nha các bạn. Không nhất thiết là phải là ảnh về ăn uống đâu các bạn ạ.
Giả sử tôi sẽ lấy cái ảnh này đi. Tôi sẽ lấy ảnh này về. Sau đó thì mình sẽ vào mục Pinterest để mình thay đổi cái ảnh này đi nha các bạn. Vào đó thì mình thay đổi cái ảnh đại diện đi. Xong, và tôi đã thay ảnh đại diện xong. Thì bây giờ các bạn hãy nhớ này, đầu tiên là cái tên của chúng ta là chúng ta cần phải sửa đi nhá. Ví dụ như tôi sẽ lấy cái tên nó giống như ở cái tên ở trên trang Instagram của tôi là Keto Change My Life Easy. Sau đó thì cái đường link của Pinterest thì tôi cũng sửa lại luôn, nó giống như ở trên trên Instagram đấy, nó giống nhau. Tôi copy tôi bỏ vào đây. Sau đó đây là giới thiệu hồ sơ của bạn này, thì có thể là cái phần này tôi cũng làm giống luôn để cho nó dễ này. Đấy, phần copy này tôi copy vào, xong đó tôi chỉnh và đã xong. Thêm một phần nữa rất quan trọng này, các bạn vào phần xác nhận quyền sở hữu. Xác nhận quyền sở hữu, sau đó chúng ta thêm cái đường link. Thì chỗ này thì tôi thêm cái đường link Instagram của tôi vào, thêm đường link Instagram vào, tôi copy vào đây. Sau đó thì tôi bấm vào phần đã xong. Thì bây giờ là mình đã xong cơ bản được cái phần là tối ưu trên cái Pinterest của chúng ta. Và trên Pinterest thì nó sẽ có cái lượt truy cập tự nhiên ở đây. Rồi, thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta cần phải tạo được là cái bảng mà cái ghim ở đây, đúng không nào? Đây là cái sức mạnh của trên Pinterest các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ là để tạo được một cái bảng, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần mục bảng ở đây. Mình tạo ra một cái bảng mới, tạo một cái bảng mới. Đầu tiên mình tạo ra một cái ghim trước đã, tạo ra một cái ghim trước. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ có một cái danh sách những công việc cần phải làm ở chúng ta chỗ này. Đầu tiên này, chúng ta cần phải tìm ra được những trang Pinterest nổi tiếng trong cái ngách mà bạn đang làm, và mình hãy follow những cái người này trước. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm theo quy trình từng bước một nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ mở ra một cái Pinterest mới này. Sau đó thì tôi đang làm một chủ đề về keto giảm cân, đúng không? Thì bây giờ tôi thử search là từ keto diet. Đây, keto diet, keto giảm cân. Rồi, thì bây giờ là tôi sẽ tìm ra thử một vài những cái trang đang làm trong cái lĩnh vực này, mà những cái trang lớn chẳng hạn. Đó, bây giờ tôi bấm vào thử coi một vài những cái trang họ đang làm trong lĩnh vực keto giảm cân, xem cái trang nào là trang lớn thì mình sẽ follow những cái trang đó. Đó, thì tôi sẽ mở ra rất là nhiều tag ở đây. Đó, các bạn thì nhìn thấy chưa nào? Tôi sẽ mở rất nhiều tag ở đó. Để chút nữa thì mình sẽ coi luôn một lần. Giả sử đây cái trang này có 2.4 triệu lượt xem hàng tháng thì các bạn nhìn thấy không? Có 16.000 lượt theo dõi nhưng nó có 2.400 lượt người xem hàng tháng, các bạn thấy một cái con số rất là cao. Sau đó người ta sẽ bấm vào cái website của họ ở đây. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ follow những cái người này. Đó. Thì cái trong cái phần này á, cái bạn này các bạn cũng đang làm một chủ đề là giảm cân này, về giảm cân này, về fitness này, thì cái bạn này cũng đang cùng với cái ngách của mình. Thì bây giờ là mình sẽ cái bước đầu tiên á, là mình sẽ follow những cái người mà follower các bạn này. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ có cách đầu tiên, đó là mình vào cái phần đó là những cái người mà họ đang follow cái trang của bạn đó, thì mình bấm vào phần là người theo dõi ở đây. Sau đó mình xác định là cái đối tượng khách hàng của mình là những người nữ, đúng không nào? Thì bây giờ là mình sẽ follow những cái người này. Và nhớ là những cái trang nào có avatar đồng hoàng nha. Còn nếu mà không có avatar thì mình sẽ chừa ra, mình sẽ không follow những người này. Một ngày các bạn hãy nhớ là mình follow từ từ thôi. Những cái tài khoản mới thì mình cố gắng là mình sẽ follow khoảng 50 bạn một ngày thôi. Sau đó chúng ta sẽ tăng dần lên, tăng dần lên. Mỗi ngày chúng ta sẽ tăng lên 50. Khi nào mà nó báo là các bạn đang thao tác quá nhanh á, thì các bạn đừng có thao tác vội nữa, được không? Thì thời gian vừa qua có một vài bạn nó làm trên Instagram á, ví dụ như các bạn là tài khoản mới mà trong thời gian đầu mà các bạn mới tạo ra, xong các bạn đi tương tác rất là nhiều, các bạn đi follow rất nhiều, các bạn đi like rất là nhiều bài, như vậy thì Instagram sẽ hiểu rằng các bạn đang đi spam và đang làm những điều mà không có ích cho cộng đồng, nên nó sẽ chặn cái tính năng follow của bạn đấy. Nên bạn hãy chú ý điều này, không tài khoản mới mình làm từ từ thôi, làm chậm thôi đó. Và sau đó thì đâu đó khoảng được 1 tuần rồi, 2 tuần rồi, thì lúc này bạn làm nhanh hơn một chút thì không sao cả, không nhưng mà thời gian đầu rất quan trọng nha các bạn. Đấy, rồi thì bây giờ là tôi sẽ tìm được những cái trang lớn đó. Bạn hãy nhớ là cái bước đầu tiên là mình hãy tìm được những trang lớn đó. Bạn thấy không, với cái trang này á chỉ có 33 lượt theo dõi thôi, nhưng mà họ có một cái bảng. Vừa nãy tôi để ý là họ có một cái bảng mà có rất là nhiều người xem trong cái bảng của họ, đúng không nào? Đó, ok, thì bây giờ là mình sẽ tham khảo xem một vài những cái chủ đề mà họ đang xây dựng ở đây. Chủ đề mà họ đang xây dựng ở đây. Đó, thì ở đây nó sẽ có điều hướng tới cái website của họ này các bạn, nhìn thấy không? Đó, ok. Rồi, cái trang này thì nó tương đối vừa thôi, thì mình tắt nó đi, mình không có follow cái trang này. Rồi, cái trang này có 953.000 người theo dõi hàng tháng này, trong khi đó họ chỉ có 7.000 lượt theo dõi thôi. Đấy,
thì xem họ sẽ làm cái gì để mình sẽ nghiên cứu được đối thủ họ sẽ đang làm cái gì hiệu quả để chúng ta phát triển lên. Rồi thì bây giờ là mình sẽ quay lại cái trang của chính mình nhá. Quay lại cái trang của chính mình ở đây. Thì bây giờ là chúng ta bây giờ sẽ thao tác lại này. Đó, chúng ta bấm vào cái phần dấu cộng và phần tạo ghim. Tạo ghim thì nó sẽ ra cái trang này. Ok chưa nào? Thì bây giờ là mình sẽ tìm và xem cái dạng nào mà đang có nhiều người xem để mình sẽ tải nó về. Rồi thì bây giờ là tôi thoát ra nhá. Bây giờ là cái tìm cho keto keto diet ở đây. Ví dụ cái keto diet recipe đi, thực đơn keto, giảm cân. Mình xem cái ghim nào đang có nhiều người xem. Đó, đang có ghim có nhiều người xem. Thì lúc đó thì mình sẽ tương tác một ghim đó. Mình sẽ tải cái ghim nữa về. 142.000 lượt theo dõi này. Đấy thì ví dụ giả sử đi bây giờ tôi sẽ tải cái ghim này về nhá. Tải cái ghim này về, lưu hình ảnh này. Keto diet recipe. Rồi. Keto diet recipe, mình có thể copy cái tiêu đề này về. Copy cái tiêu đề. Đấy nó điều hướng đến một cái website của nó đúng không? Keto diet này. Đó, 16 cái bước keto, cái bữa ăn sáng, thực đơn bữa ăn sáng. Rồi thì bây giờ mình thêm cái ảnh nó vào, thêm ảnh nó vào. Sau đó thì ở đây là mình sẽ giới thiệu mô tả về cái keto ở đây. Có cái mô tả, ví dụ như là mình có thể copy tạm cái mô tả của họ nhá. Copy cái mô tả này. Rất là dài, cái chủ đề này rất là dài, ví dụ như mình copy từ đây thôi. Copy từ đây thôi. Rồi, sau đó mình thêm cái trang đích vào. Thêm trang đích vào. Đó. Thêm trang đích là Instagram của chúng ta. Sau đó tôi bấm vào phần lưu. Tôi bấm vào phần lưu. Chọn một cái bảng mà vừa nãy tôi đã tạo rồi. Rồi, xong. Ok, thì vừa nãy tôi đã hướng dẫn cho bạn nó tạo ra một cái ghim nhá. Thì bây giờ mình tạo ra một cái bảng này. Thì nó cái bảng nó sẽ hiện như sau. Vừa nãy tôi chỉ có một cái bảng này thôi. Rồi thì bây giờ tôi tạo thêm một cái bảng nữa. Rồi, cái bảng này mình sẽ đặt tên tùy vào mình thích là cái gì. Nhưng ví dụ như giả sử đi, bây giờ là chúng ta đang làm thử cái chủ đề là keto diet recipe. Đó, thì bây giờ là tôi sẽ tạo ra một cái bảng này thêm nữa. Keto diet recipe, viết hoa cho nó chữ cái đầu đi. Thực đơn keto giảm cân. Mình không có đánh nó vào chế độ công khai chế độ bí mật nha các bạn, mình để chế độ công khai nhá. Mình sẽ bấm bấm phần tạo đây. Thì nó sẽ ra chúng ta một cái bảng. Rồi, nó ra chúng ta một cái bảng như vậy. Sau đó thì nó có rất là nhiều cái ý tưởng, thì bây giờ mình chỉ bấm vào phần thêm ý tưởng thôi. Sau đó thì mình lưu những ý tưởng này lại. Đó, lưu những ý tưởng này lại. Để nó vào cái ghim của chúng ta. Nó vào ghim của chúng ta và sau đó thì nó sẽ có lượt xem tự nhiên để nó truy cập vào cái trang của chúng ta tự nhiên đấy các bạn. Nhưng các bạn nhớ là các bạn phải thêm cái website vào nha. Đấy, các bạn nhớ này, các bạn nó phải thêm cái website là ở ngay đầu đây này. Thì khi mà người ta theo dõi các bạn đó thì người ta sẽ bấm vào cái đường link. Ok chưa nào? Người ta sẽ bấm vào cái đường link ở đây. Rồi, thì cái phần ở đây á, là các bạn hãy nhớ này, mình hãy thêm một vài cái pins và những người khác đang quan tâm. Thì bây giờ mình hãy đăng lên mỗi ngày á, tối thiểu là 20 pins một ngày. Như vừa nãy mà Sơn đang demo cho các bạn á, thì Sơn nó đã thêm được rất là nhiều cái pin rồi đúng không? Đó, ngoài ra mình cũng có thể làm thêm nữa, ví dụ mình ngồi mình rảnh nhá, mỗi ngày mình ngồi mình lưu thêm nhiều cái pin khác nữa vào. Mình sẽ lựa chọn cái mục để mình muốn lưu vào. Đấy, ví dụ bây giờ tôi muốn lưu vào cái phần là Keto Diet. Đó, lưu nó vào Keto Diet đây. Chọn vào lại này. Chọn vào phần đó là cái bảng, rồi chọn một cái bảng. Sau đó chúng ta bấm vào phần thêm ý tưởng ở đây. Thêm ý tưởng, sau đó là chúng ta cứ tiếp tục chúng ta lưu vào. Đó, rất là dễ đúng không nào các bạn? Rất là dễ. Rồi, tiếp tục này, thao tác thêm một lần nữa cho các bạn hình dung ra nhá. Thì bây giờ này, mình vào trang chủ này. Sau đó mình bấm vào phần tạo cái bảng. Sau đó thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Đó, để tìm được cái tên đó thì bây giờ mình ví dụ mình có thể tạo ra được những cái gợi ý ở đây. Ví dụ là Keto Diet for Beginner New Plan. Đó, thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái bảng này. Tôi sẽ viết hoa chữ cái đầu. Viết hoa chữ cái đầu. Rồi, sau đó tôi tạo cái bảng đó. Khi mà tôi tạo ra cái bảng này rồi thì nó sẽ có rất là nhiều những ý tưởng dành cho tôi. Tôi bấm vào cái mục phần ý tưởng đây, xong đó tôi lưu những cái trang này về. Tôi lưu những cái trang này về. Và các bạn nhớ này, những cái free traffic á thì nó sẽ cần chúng ta cần phải xây dựng nó mỗi ngày. Và chúng ta hãy làm đều đặn mỗi ngày. Mỗi ngày các bạn vào tài khoản của chúng ta
5-10 phút thôi để chúng ta thao tác những cái điều này thì nó cũng không quá mất thời gian của chúng ta, đúng không nào? Đấy, nó không có mất thời gian, không có mất tiền để chúng ta chạy quảng cáo đâu. Đấy, chúng ta làm đều đặn như vậy thì dần dần đó, thì cái trang của chúng ta sẽ có người, người ta theo dõi của chúng ta. Đấy, thì các bạn hãy nhớ nhá. Rồi, thì bây giờ này chúng ta quay lại và làm từng bước ở đây để tổng kết lại. Thì cái đầu tiên á, mình hãy tìm được những cái trang Pinterest nổi tiếng trong cái ngách mà chúng ta đang làm. Và sau đó này, chúng ta hãy follow những cái người follow họ. Thì mỗi ngày á, mỗi ngày follow 50 người thôi đối với tài khoản mới. Sau đó thì cứ ngày tiếp theo chúng ta thêm 50 người, ngày tiếp theo chúng ta thêm 50 người, ngày tiếp theo chúng ta thêm 50 người vào. Và chúng ta hãy nhớ là mình hãy làm nó từ từ thôi, làm một chậm chậm rãi thôi. Đó, để nó tăng lên dần dần và nó giống như một con người đang hoạt động một cách bình thường đó các bạn. Mình đừng có làm quá nhanh, thao tác quá nhanh đó thì sẽ dễ bị chặn. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, những cái trang này họ làm đó, sau một thời gian họ sẽ tăng được cái số lượng xem hàng tháng của cái trang của họ rất là nhiều. Thì sau đó chúng ta sẽ điều hướng cái trang Instagram của chúng ta. Thì Instagram là nó điều hướng về cái trang bán hàng, đúng không nào? Đó thì bấm vào đây thì nó sẽ ra cái trang bán hàng của chúng ta ở trên Clickbank. Và đây là cái nguồn truy cập miễn phí thứ hai mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở trong video trước á, thì tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để làm sao đó chúng ta phát triển ở trên Instagram, đúng không nào? Thì video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở trên Pinterest, và chúng ta hãy nhớ là chúng ta cần phải làm nó đều đặn mỗi ngày. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ quay lại này, trên đây là cái checklist công việc cần phải làm trên Instagram, và chúng ta hãy nhớ này, đây chúng ta hãy follow và follow back, đâu đó khoảng 10 đến 20% người ta sẽ follow ngược trở lại cái trang của chúng ta. Và mỗi ngày á, chúng ta follow khoảng 200 người thôi đó đối với tài khoản mới, và sau đó mỗi ngày chúng ta tăng lên khoảng 50 và maximum là 700. Mặc dù Instagram nó sẽ cho chúng ta đi follow 1.000 người trên một ngày, nhưng hãy nhớ đừng làm quá nhiều, đừng lạm dụng cái điều đó. Đâu đó thì một ngày chúng ta sẽ tăng được khoảng được 30 đến 50 follow một ngày. Đấy, thì bây giờ khi mà chúng ta làm á, chúng ta phải có một cái mục tiêu là khi nào mà chúng ta lên được 1.000 lượt follow trên Instagram và Pinterest. Đó, bây giờ chúng ta có hai trang đúng không? Và khi nào chúng ta lên được 5.000 lượt follow, khi nào chúng ta lên được 10.000 lượt follow. Thông thường á, cái đơn hàng nó sẽ xuất phát khi mà các bạn đâu đó các bạn đạt được khoảng 5.000 follow nha các bạn. Nên view là có một vài bạn sẽ may mắn, trong thời gian đầu chỉ cần các bạn nó có được một vài follow các bạn nó có sale rồi, nhưng khi mà các bạn có 5.000 lượt follow này thì các bạn sẽ ra sale đều hơn, nó đều hơn. Ví dụ dường như ngày nào các bạn sẽ cũng có sale, cũng có đơn hàng từ free cho fix nha. Nên nó bởi vậy á, cái từ khóa đây tôi muốn dành cho các bạn đó là chúng ta cần nó phải làm đều đều đặn, đều đặn và làm mỗi ngày, đều đặn và làm mỗi ngày các bạn đã dành ra khoảng 30 phút, 1 tiếng để các bạn làm đều đặn những cái điều này. Đó, thì trong những cái video tiếp theo á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một vài những cái kênh traffic khác, ví dụ là trên YouTube. Đó, cách đơn giản làm sao đó để chúng ta tạo được một cái video mà nó có thuyết minh âm thanh, nó nói bằng tiếng Anh cho chúng ta, giọng đọc tiếng Anh, có nhạc nền, mà chúng ta chỉ cần nó tạo ra một cái video trong khoảng 5 phút thôi là chúng ta đã xong, từ cái bước là chế tạo ra content cho tới khi mà video nó xuất ra và chúng ta tải nó về rồi, rất là nhanh. Thì mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ đăng lên khoảng 3 cho tới 5 video, đúng không nào? Lên trên kênh YouTube, và chúng ta làm đều với nó những cái bước như vậy. Thì các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo. Và bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ cân nhắc và tôi sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số những cái tool, những cái công cụ trên Instagram để làm sao đó giúp cho bạn tự động hóa được cái công việc của bạn. Ví dụ như bây giờ nó sẽ giúp cho chúng ta tự động follow, tự động đi like bài viết, tự động đi post bài của người khác, nó tự động lên lịch bài đăng. Đó. Thì những cái điều này rất tuyệt vời, đúng không? Các bạn có muốn nhận những cái điều này không? Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong những video tiếp theo. Đấy, thì bây giờ là các bạn nó cũng có thể là follow trên Facebook cá nhân của tôi là trên là Nguyễn Tùng Sơn nha. Đó, và đúng rồi, các bạn hãy xem cái bộ video này. Ví dụ là bây giờ nếu như bây giờ các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu với Clickbank để kiếm tiền với nó thì hãy nhớ xem hai cái bộ ở đây. Đó, dành cho cái người mới bắt đầu và cái hành trình zero đến kiếm 1.000 đô một ngày ở đây. Đó, thì trong cái bộ đây nó sẽ có rất là nhiều những video có sẵn rồi. Các bạn hãy xem hết tất cả những video này thì các bạn sẽ nắm rõ và các bạn hiểu được cách làm, và hãy xem được những cái video về quy trình các bước về cách làm Clickbank từ A đến Z này thì các bạn sẽ hình dung rõ hơn. Ok chưa nào? Đó, và tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ này thực sự hữu ích và giúp đỡ cho các bạn để các bạn có thể thành công được trong cái lĩnh vực kiếm tiền trên Clickbank Affiliate Marketing, và giúp cho chúng ta đạt được cái mốc hành trình là kiếm được 500 đô la một ngày. Và cái cuộc hành trình này sẽ đi cùng với cả Sơn PS, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những video tiếp theo. Nếu như video này thực sự có giá trị thì đừng quên bấm một nút like video,
comment phía bên dưới video câu hỏi của bạn. Và hãy chia sẻ cái video này cho tới 3 người bạn của bạn, và sắp tới thì tôi sẽ hoàn thành xong cái khóa miễn phí và đào tạo dạy về Clickbank, và tôi sẽ cấp cho các bạn một cái tài khoản dành cho những ai mà chia sẻ cái video này. Và hãy tag tên tôi ở trên Facebook cá nhân nếu như các bạn đã có bạn bè với cả tôi trên Facebook rồi. Ok. Rồi không biết là còn gì nữa không nhỉ? Ok nhỉ. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái video này tại đây, và hãy follow trên kênh YouTube của tôi mỗi ngày để tôi sẽ cập nhật những cái video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.